xin giới thiệu các bạn đây là dòng lốt xeo chén dùng để nén cho bồn xe lô. Thì đây là một cái lốt xeo và bao gồm cái phần mounting trên dưới. Đây các bạn thấy hai trụ này là hai trụ đỡ thôi. Đây tôi sẽ mở ra như thế này, nguyên lý lắp đặt như sau. Đây là một chốt tăng đưa. Ốc này sẽ được thiết kế như thế này và có đầu để gắn vào bên trong. Ốc này có thể xoay và có thể dặn mở ra ngoài để mình tăng đưa theo cái kích thước nếu mình yêu cầu. Tôi sẽ mở phần còn lại. Đây, nó xe vào rồi. Đây ốc ha các bạn ha, và vì đây là phần lốt xeo. Đây là lốt xeo model này là đang 22 tấn, cho nên là ở phần bản mã bên dưới họ sẽ thiết kế có các phần u lên trên để giữ. Bạn có thể thấy như thế này bên dưới các chị, và bên phần bên dưới lốt xeo có một cái tủ lõm để đặt vào bên trong này, chúng ta giữ lại và chúng ta có thể xoay. Xe có thể xoay. Ở bên phần lốt xeo thì tùy theo cái thiết kế của mounting thì cái mounting hiện tại đang thiết kế là đè nén trên này, còn không thôi các bạn có thể thiết kế một cái mounting khác có thể chụp ở cái lỗ này luôn, có thể chụp vào bên trong này lại. Đây các bạn có phong cách, các bạn có thể thấy có thể đặt bi ở trên này và thiết kế chụp vào lỗ bên trong. Đây là lốt xeo dạng chén và model ở đây có được khắc là RNT. Model này có từ 2 tấn 2, 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn và 22 tấn, đây có hàng sẵn. Đây là chén bi dùng để lắp cho cái mounting này. Thì hai trụ này là hai trụ giúp cho cái chén này nó sẽ giữ lại, và bản thân khi nó thiết kế thì hai phần lỗ này họ tô sâu vào bên trong, họ taro vào, nó âm vào bên trong để cái chén có thể đặt xuống dưới. Bây giờ giả sử ta sẽ switch như thế này. Chúng ta có thể nâng ốc lên cao, sau đó chúng ta có thể thiết để cho âm chìm vào bên trong để mình đặt cái bản mã nó dễ hơn. Rồi hai phần ốc này, đây khi chúng ta đặt xong rồi thì chúng ta thấy là nó xeo rất là nhuyễn và nó giữ cứng lại cho nó xeo nó khỏi ngã. Đây chúng ta lắp vào, nó vẫn có cái độ rơ ngay đây, nó không ảnh hưởng gì tới khối lượng cả. Đây các bạn có thể thấy có độ rơ nhưng mà độ rơ nhất định thôi. Hai phần này là hai cái phần chúng ta đặt cái bàn hoặc là cái bồn lên, nó sẽ đưa ra cái bát để siết giữ hai lỗ này. Cái bát của cái khung lốt xeo nó sẽ đè lên trên này. Và đây là thiết kế của lốt xeo chén, và lực nén là sẽ là lực thẳng xuống như thế này, lực đè thẳng xuống các bạn ha. Ở phần ốc này là phần dặn vào cái bản mã bên dưới của cái nền. Lốt xeo này được thiết kế khung này, tất cả mọi thứ được cái bằng thép. Đây lốt xeo là cấp C3, điện trở là 20mV, và input là 775 và output là 702. Tiêu chuẩn của lốt xeo này là IP67, có thể chịu được nước. Quá tải an toàn là 300%. Và đây là dây lốt xeo. Ở đây các bạn có thể thấy dây lốt xeo. Dây lốt xeo thì thiết kế tương đối là dài. Ở đây các bạn có thể thấy, tôi đoán không lầm thì lốt xeo này dây này có thể dài khoảng tầm 12-15 mét. Ở đây có 4 dây tín hiệu như sau: trắng, xanh lá cây, màu hồng, màu đen và màu vàng. Hoặc là có thể thiết kế 6 dây, nhưng mà tôi đang nhập khẩu về nó xeo 4 dây cho dễ lắp đặt hơn. Ví dụ giống như màu đỏ là, ở đây màu đỏ là tín hiệu cộng, đen ăn cộng các bạn ha, đỏ là nguồn cộng, đen nguồn trừ, và ở trắng đây là tín hiệu trừ và xanh là tín hiệu cộng.
đây, đây này. Và dây 5, dây màu vàng này là dây mắt. Đây là một lỗ seal chén dùng để lắp cho bồn và silo, thiết kế màu tinh dày. Cái miếng này hiện tại đang là 20 ly trên dưới. Đây, các bạn có thể thấy xung quanh lỗ seal như thế này. Rồi, dặn ra đơn giản hay là ha? Thành đưa đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn.